Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2021. Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để cho bà con mình tham khảo. Thì chiều tối ngày hôm qua đến sáng nay thì giá mít tăng ha bà con ha. Hiện tại thì giá mít đang chuẩn ở cái mức này, nhưng mà vẫn có thông tin là hình như là mít đang giảm. Thì kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật theo giá mít sáng nay. Nếu như trưa nay có giảm thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng sẽ tiếp tục để cập nhật cho bà con nha. Còn hiện tại thì mít vẫn đang được cái giá này. Thì có như thế nào kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ cập nhật như vậy để bà con mình tham khảo. Mình bám sát tình hình thực tế, mình bán mít cho có lợi nhất ha bà con ha. Thì mít vẫn được phân loại như cũ nha bà con. Có giá mít nhất, mít nhì, mít bi. Kem thì có kem lớn, kem nhỏ ha. Đó. Thì ở Tiền Giang là 32.000, 22.000 và 12.000. Kem nhỏ 12, kem lớn 22. Ở khu vực Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long là giá mít bằng nhau. Mít nhất 30, mít nhì 20, mít bi 10. Kem nhỏ 10, kem lớn 20. Ở khu vực Long An, mít nhất 31, mít nhì 21, mít bi 11. Kem nhỏ 11, kem lớn 21.000 ha bà con. Đó, bà con mình nghe không kịp thì có thể nhìn ở trên màn hình nha. Và bà con lưu ý giá này là giá nem thương lái cắt tại vườn nha bà con. Nó tùy theo cái đoạn đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó. Tùy theo anh em thương lái tại khu vực đó nữa mà sẽ có cái sự chênh lệch. Thì cái này bà con cùng anh em thương lái chúng ta thỏa thuận làm sao để có lợi và tốt nhất cho cả đôi bên nha. Rồi, hiện nay thì chúng ta đang dần mở cửa trở lại. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Bà con cố gắng đừng chủ quan mà hãy thực hiện đúng đủ 5K cũng như tiêm phòng vaccine để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình của mình, cũng như cùng với cộng đồng xã hội. Chúng ta nhanh chóng sống cùng với dịch bệnh một cách an toàn và hiệu quả nhất. Rồi, cảm ơn bà con đã luôn lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Ngoài giá mít Thái ra thì trên kênh còn rất nhiều loại giá khác, đặc biệt là giá thuốc bảo vệ thực vật cũng như là giá phân bón. Bà con có thể tham khảo cái giá nguyên liệu đầu vào để chúng ta có thể sản xuất một cách hợp lý nhất nha bà con. Cảm ơn bà con và xin kính chào.